Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em đăng ký một cái sàn, một cái tài khoản trên sàn WinFan, hệ sinh thái WinBank. Rồi, đầu tiên các bạn đăng ký địa chỉ email nè các bạn. Rồi mật khẩu có 8 từ từ 8 từ 12 đến 20 ký tự có chữ viết qua nha các bạn. Rồi, địa danh thì các bạn ghi tên không dấu nha các bạn. Đây thì có nhiều người lắm, nhiều người chơi bạn ghi, nếu mà đặt cái tên cho không trùng người ta các bạn. Mã giới thiệu các bạn đi, rồi các bạn bấm vào nút đăng ký ngay. Sau khi các bạn bấm nút vào nút đăng ký ngay, nó sẽ gửi về cho bạn một cái mail. Đây các bạn gửi, các bạn mở mail lên nha các bạn. Rồi các bạn mở mail ra. Các bạn mở mail ra, các bạn bấm vào một confirm hoặc là để chữ Avison Now, các bạn login vào các bạn. Rồi, vì mình đã có tài khoản rồi nên mình login nha các bạn. Có tài khoản mình đăng nhập đây các bạn. Rồi sau khi đăng nhập, nó kêu các bạn bảo mật 2FA Google thi video. Các bạn nào chưa biết cài bảo mật 2FA thì xem cái video mình hướng dẫn cài bảo mật 2FA các bạn. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, video này mình hướng dẫn các bạn đăng ký thôi nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã đăng nhập vào tài khoản thành công các bạn. Rồi mọi giờ video mới kết thúc, các bạn mọi thắc mắc cứ hỏi qua comment dưới, mình trả lời cho các bạn. Nếu nó có hiện gấp khi đăng ký, nó có hiện gấp trai thì các bạn lướt gấp trai nha các bạn. Này quá dễ rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.